Người cô Hằng đây ạ, nào vào học với cô nha. Xin chào mọi người. Hi everyone. Các bạn cùng vào học với cô Hằng ạ. Chúng ta sẽ đợi một chút xíu để mọi người cùng vào nha. Hello everyone, today in today's video, I'm going to show you the rest of the consonant sounds. Ngày hôm nay Hoàng sẽ dạy cho các bạn một số âm liên quan đến phần phụ âm trong tiếng Anh. Nào mời mọi người vào cùng học với cô nha. Xin chào, xin chào. Chắc phải đợi một chút xíu thì mọi người mới lên đúng không ạ? Chào mọi người ạ. Ok. Đây rồi, cô bắt đầu thấy các bạn vào đây rồi. Rồi, chúng ta sẽ đợi 1-2 phút nữa. Chúng ta sẽ vào nha. Hello everyone, it's me here. In today's video, I'm going to show you some of the voice sounds in English. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần ôn tập về phần phụ âm trong tiếng Anh. Trong những phần video hôm trước thì cô đã nói cho các bạn về phần unvoiced sounds và một số phần được gọi là vowels trong tiếng Anh. Vowels có nghĩa là nguyên âm và unvoiced sounds mang nghĩa là các phụ âm vô thanh. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về voiced sounds, the vibration sounds, những cái âm mà có âm rung trong cổ họng được gọi là âm hữu thanh. Ok, nào mời mọi người vào học với cô nhá. Ok, now, chúng ta sẽ đợi trong vòng 1 phút nữa là chúng ta sẽ bắt đầu nha. Hiện tại bây giờ các bạn đã nhìn thấy trên màn hình ở đây, cô Hằng đã show cho các bạn một số phần được gọi là consonant trong tiếng Anh, được gọi là phụ âm trong tiếng Anh đấy ạ. Đấy chưa, chúng ta sẽ có một số âm được gọi là unvoiced và một số âm được gọi là voiced. Một số âm được gọi là unvoiced có nghĩa là âm vô thanh, without vibration. Unvoiced sounds are the sounds without your vibration in your throat. Là những cái âm không có âm rung trong cổ họng của các bạn. Còn voiced sound là những cái âm có rung đúng không ạ? Có rung là những cái âm là có âm rung đúng không ạ? Voiced sounds are the sounds with the vibration in your throat. Được chưa? Ok nhá, nào bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu nhá. Mời mọi người vào luôn nào. Xin chào mọi người, chào Hà Chi, chào Anh Thảo, Quyên, Hương Nguyễn. Rồi, trong tiếng Anh chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu nguyên âm nhỉ? So in English, totally, how many vowels are there and how many consonants are there? Trong tiếng Anh totally thì chúng ta sẽ có tổng là 20 nguyên âm, 20 vowels and 24 consonants là 24 phụ âm. Thì 20 nguyên âm thì nó sẽ chia ra làm mấy cái nhỉ? Hôm trước thì cô đã nói rồi trên phần livestream trước. Nếu các bạn nào mà chưa nghe thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại trên kênh YouTube của cô Hằng nhé. Lên YouTube có tiếng Anh cô Hằng bựa thì nó sẽ ra nha, rất nhiều phần video của cô trên đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ có 20 vowels. Trong 20 vowels này chúng ta sẽ có một số âm như là một là âm dài này, long vowels, short vowels, nguyên âm dài, nguyên âm ngắn và diphthongs. Đúng không ạ? Là những âm đôi. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ có 24 consonants in English. Chúng ta sẽ có 24 phụ âm trong tiếng Anh. And they include unvoiced sounds and voiced sounds. Những âm unvoiced là những âm mà không có rung, without vibration in your throat, không có rung trong cổ họng. Còn vibration sound là những âm có rung. Có những âm rung thì các bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy ở bên trên màn hình mà cô đang show ở đây. Rồi nha, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người ơi. Ok, so now we are going to start. Chúng ta bắt đầu nha. Một, câu 1 này chúng ta sẽ có câu như sau nhá. Đây là cô sẽ ôn lại một số phần âm unvoiced cho các bạn ở bên cổ tay trái nhá. Now, you can see on the screen right now we have two columns. Hiện tại bây giờ trên màn hình của cô có two columns, có hai cái cột. The first column on the left hand side. The first column on the left hand side is unvoiced sound. The first column in the unvoiced sound, đúng không ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy bên tay trái đúng không? Bên tay trái lúc này nó sẽ có một phần được gọi là no vibration, without vibration. Các bạn sẽ có những âm như sau để cô ôn lại một lần nữa cho các bạn, để cùng đọc với cô luôn nhá. Các bạn cùng comment lại cho cô nhá. Nào, âm đầu tiên này, âm này là âm
không đọc là phờ đúng không? Cô nhắc lại lần nữa, âm này là âm f, được chưa? Rồi, âm này của chúng ta đọc này, fat, fat. Rồi nha, âm đầu tiên, âm này là âm s, được chưa? Các bạn cùng comment lại cho cô nha. We have the first word, fat, the second word, k, k. Từ này không đọc là k đúng không? Vì rõ ràng đây là chữ k nhưng chúng ta sẽ đọc âm này là âm k, k, k. Rồi nhá, cùng đọc với cô ít nhất là 3 đến 5 lần, sau đó các bạn comment cho cô từ đấy xuống nha, các bạn comment xuống nha. Nè, câu đầu tiên đọc là fat, 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 tiếp tục. Vậy các bạn sẽ nhận ra nếu như chúng ta để tay ở dưới throat, ở chỗ cổ họng đây, thì chúng ta sẽ thấy tay của chúng ta không rung khi đọc âm này. Đọc là k, come, come, come. Tiếp tục âm tiếp theo, p, p. Các bạn sẽ bật mạnh hơi đúng không? Âm này của chúng ta bật mạnh hơi nhé các bạn nhé. Đọc là p, 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 p. Pit, pit, pit. Các bạn ghi nhớ cho cô này, âm này của chúng ta không đọc là pit, mà âm này đọc là pit, 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 đúng không? Tuyệt đối không đọc là pit nha, chúng ta sẽ đọc âm này là âm pit, 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 đúng không? Okay, so remember this is the short a sound. Âm này là âm e, tức là âm y ngắn, không đọc là pit, tuyệt đối không đọc là pit nha. Next one, we have the word sip, 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 sip. Tiếp tục nào, âm tiếp theo của chúng ta âm này là âm t. Vậy có nghĩa là khi các bạn đọc cái âm này các bạn sẽ thấy miệng của chúng ta đọc này t, 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 t. Không đọc là từ 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 mà đọc là t, 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 t. Đó. Ghi nhớ như cô là không có âm ơ là âm ư theo sau nhé các bạn nhé. Ok, so with the sound ton, ton, ton. Ok, tiếp tục như âm này thì cô chỉ ôn lại thôi này, chúng ta đọc nhanh hơn một chút nhé. Âm này là âm ch, có nghĩa là khi các bạn đọc âm này các bạn sẽ thấy miệng chúng ta bật lên. Okay, so with this word, we have the word chin, 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 chin. Ít nhất là 3 lần nhé mọi người. Nào đọc lại cho cô nhá. Chin, again, chin, 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 chin. Không đọc là chin, 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 vì âm này là âm y ngắn. Cô có thể chỉ là một số âm y ngắn ở trên màn hình nhá. Âm pet, sip, chin, và thick. Cái âm cuối, âm th này cũng như vậy. Nhưng các bạn ơi, âm này là âm y ngắn, có nghĩa không đọc là thick, mà âm này đọc là thick. Thick, thò lưỡi ra hai hàm răng và bật hơi thôi đúng không? Thick, 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 thick. Okay, now again, thick. And next one, we have the word pressure. Âm này của chúng ta sẽ thấy âm này của chu, chu miệng lên mọi người nhé. Không đọc là pressure đúng không? Âm này đọc là pressure, 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 pressure. Okay, so try to make it so long. Với cái âm sh này các bạn sẽ thấy miệng chúng ta chu lên và nhiều hơn hơn, dài hơn một chút nha. Âm này là âm sh nặng đúng không? Now again, từ này đọc là sh, sh, sh. Được chưa ạ? Và khi các bạn đọc thì không có chữ ờ nữa. Sh, sh. Sờ tay lên ạ. Khi các bạn sờ tay lên các bạn sẽ nhận ra ngay lập tức âm này là âm ngắn. Âm à sorry, âm này là âm vô thanh. This is the unvoiced sound. Cố gắng đọc cho cô nhé. Âm này là âm sh, sh. Đó, chứ không phải là sờ nữa đúng không? Cả lớp đọc lại nhé. Okay, now next one. Okay, rồi, vậy chúng ta đọc lại nhé. Pressure, pressure, pressure. Và I have to mention again, all these sounds are learned very detailedly. Những cái âm này đã học rất là detailed trong những phần video về phần live stream trước của cô, các bạn có thể xem lại nhé. Rồi, được chưa mọi người ơi, nhắc tiếp nha. Phần tiếp theo này, âm này của chúng ta không đọc là, âm này của chúng ta không đọc là âm voiced, mà đọc âm này là âm voiced, 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 voiced. Trong phần này các bạn ghi nhớ cho cô, voiced sounds are the sounds with the vibration. Những cái âm voiced sounds là những âm có âm rung được chia trong cổ họng. Vậy bây giờ các bạn sẽ cùng đọc với cô luôn, bên cột bên tay phải nha. On the right hand side we have the voiced sounds with the vibration in your throat. Những cái âm này là những cái âm mà phải đi cùng với âm rung trong cổ họng của mình nhá mọi người ơi. Nào vậy bây giờ các bạn sẽ đọc cô luôn nhá. Âm này là âm
Chứ không phải đọc là âm V đúng không ạ? Âm này đọc là Vậy coi nếu bạn sờ tay lên các bạn sẽ nhận thấy âm này là âm rung này. Đã. Được chưa ạ? Rồi. Ok, now hệ từ này đọc là that, 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 that. Ok, từ này nhớ cho cô nhé, âm này là âm A dài, vậy các bạn không đọc là vét. Mà âm này đọc sẽ dẹt miệng ra, that, 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 được chưa? Thế đã ổn chưa? Nào, phần tiếp theo nhé, âm này không đọc là âm vát, nhắc lại một lần nữa, dẹt miệng ra một chút xíu này. That, that, that. Cô có thể cho các bạn về phần phiên âm của nó nhé. Âm này của chúng ta là âm A dài. Vì vậy thì khi các bạn nói cái âm này, chúng ta sẽ thấy miệng của chúng ta này đưa ra một chút ạ. Cái này, cái từ vat này nó giống như là một từ. Đấy, để con để xuống dưới này cho các bạn dễ nhìn nhá. Để cô mở cái lại cái bảng đấy cho các bạn dễ nhìn ạ. Rồi, đây. Từ đây của chúng ta có từ là avat. Vat, các bạn có nhìn thấy không ạ? Vậy khi mà nó có phiên âm thì các bạn sẽ nhận ra là âm này là âm dài và với âm A bẹt miệng ạ. Âm này là âm A bẹt miệng. Có nghĩa là chúng ta không đọc là vét, đúng không? Các bạn sẽ thấy miệng chúng ta sẽ bẹt sang hai bên. Nghĩa của từ này mang nghĩa là một cái thùng ạ. À? Đúng rồi, cái này là cái thùng nhá mọi người. Nào, vậy bây giờ các bạn sẽ đọc luôn với cô nhá. Again, we have the word that. 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 Được chưa? Cái này là cái thùng. A that. That. Rồi, các bạn comment luôn cho cô từ đấy xuống nào. That, 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 that. Next one, từ tiếp theo chúng ta là chữ G. Chữ này rất là dễ luôn, các bạn không cần phải nghĩ nhiều về chữ G này vì nó giống tiếng Việt các bạn ạ. Đọc từ này là G, G, G. G, g. Từ này đọc là gum, 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 gum. Next one, we have the word b, b, b. Những âm này thì hầu như là đặc điểm của nó rất là similar to Vietnamese sounds. Những âm này rất là giống như là cái âm similar Vietnamese sounds, đúng không ạ? Từ này không đọc được là gum, mà đọc từ này là gum. Đặc biệt chú ý đến âm này là âm gì đấy ạ? Âm o trong cổ họng nha, các bạn đừng đọc là găm như các bạn đọc, mà đọc là gầm 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 a trong cổ họng. Tiếp tục âm bờ này cũng giống như vậy nha, đọc là b b b bit bit bit, không đọc là y dài, chỉ đọc là âm y ngắn mà thôi. Đọc từ này lại một lần nữa nha, bit 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 bit, đúng không? Tiếp tục ạ, âm này là chữ z, âm này nói qua khe răng luôn. Đấy ạ, nào các bạn thử thực hiện đi nhá. Âm này của chúng ta qua khe răng luôn này, các bạn sẽ thấy rung ở phần môi và lưỡi ở bên trên này. Đó, thấy chưa? Ok, không đọc từ này là z z z mà đọc từ này là âm. Không được thêm chữ giờ với nha. Không được thêm chữ giờ vào mọi người ơi, đọc từ này là Nào, lại nhá. Cả từ zip. 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 Về nghĩa nhá, cô nhắc lại một lần nữa này. That là cái thùng này. Gum nó chính là lợi của mình á. Gum, đúng không ạ? Gum. Gum, 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 gum. Cái này là lợi nhá. Gum, chứ phải là căm, căm, căm nhá các bạn ơi. Không phải là chữ k đâu. Chỉ đọc là g, không bật hơi nhá. Gum, gum. Tiếp tục bit. Chúng ta hay nói là she's a little bit beautiful, đúng không ạ? Cô ấy hơi xinh một chút xíu. Thì cái từ bit này là một chút. Cô nhắc lại nhá. The bit này là một chút, còn the zip cái này nó giống như là zipping, tức là nối hai cái gì vào với nhau hoặc là khớp hai cái gì lại, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng từ zip, 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 zip. Được chưa? Nhắc lại, từ đọc là zip, zip, zip. Ok, nào với chữ d trong tiếng Việt, ở tiếng Anh thì chữ d của tiếng Việt và chữ d tiếng Anh khác nhau các bạn nhé. Ok, so we have the d sounds in English, which is very different from d sound in Vietnamese. Hai cái từ này trong tiếng Việt và tiếng Anh khác nhau mọi người nhá. Từ tiếng Anh ấy thì các bạn sẽ đọc là d, hơi nó sẽ bật mạnh hơn một chút xíu so với tiếng Việt. Còn tiếng Việt chúng ta đọc là d, l, d rất là bình thường đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn nói sang tiếng Việt thì chúng ta đọc là d,
D, d, d, d, d. Không đọc là đan 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 mà đọc là dan 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 dan. Dan, dan, dan. Được chưa ạ? Nhắc lại nha. Dan, dan, dan. Dan dan dan. Bật thật mạnh cho cô nha. Dan hơi đi ra nào. Dan, dan. Nào mời các bạn cùng nói nhá, 5 lần xong sau đó các bạn sẽ làm với cô nha. Dan, 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 dan. Nào. Done, 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 done. Now, done, 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 done. Okay, that's it. Rồi, mời mọi người cùng comment cho cô từ đấy nhá. Làm xong ít nhất là 5 lần, xong sau đó mọi người sẽ comment cho cô nào. Từ này là từ done, 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 done. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Rồi, again nhá. Ví dụ bây giờ chúng ta có một số từ tương tự như chữ đờ này. Cô thử cho các bạn nhá. Một này. Chúng ta có một số từ như sau. Do, did, done, didn't, deep. Nhìn lại nhá, từ này của chúng ta có 5 từ trên màn hình đây. Một, do, 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 did, 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 done, 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 didn't, 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 deep, 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 deep. Ok, nào bây giờ cô sẽ đọc cả 5 lần từ này nhá. Cái này về nghĩa thì rất đơn giản thôi. Do là hiện tại đơn, did là quá khứ đơn đã làm và done là quá khứ phân từ. Còn từ didn't thì cái này là phủ định của từ did và từ deep thì cái này mang nghĩa là sâu nhá mọi người. Và những âm này là âm y dài, các bạn sẽ thấy miệng chúng ta kéo dài sang hai bên hơi nhạch giống như cười đúng không ạ? Người đọc là deep. Đấy, y dài nhá mọi người. Now, again nhá, we have the word do, do, do. Được chưa ạ? Comment được chưa ạ? Tiếp tục. Done, done, done. Do, did, done. Do, did, done. Do, did, done. Do, did, done. Didn't, didn't, didn't. Okay? Deep. Do, did, done, didn't, and deep. Sao chưa? Nào hoàn thành đúng 5 từ này comment thì cô sẽ chuyển phần tiếp là cô sẽ dành cho bạn 1 phút đồng hồ nha. 1 phút nào. Dành cho các bạn 1 phút để các bạn có thể làm phần này với cô nào. Được chưa? Comment đi. Mời mọi người, mời mọi người. Xong chưa ạ? Nào được chưa mọi người ơi? Rồi nha, tiếp tục nào, we move on. Phần tiếp theo của chúng ta nha, âm này là âm J. Có nghĩa là khi mà các bạn nói những cái âm này, các bạn sẽ nhận ra là miệng chúng ta sẽ phải chu lên một chút xíu đúng không ạ? Chu lên một chút xíu và khuôn mồm giống như chữ ch vừa nãy đấy ạ. Khuôn mồm giống như chữ ch vừa nãy nhưng các bạn sẽ yêu cầu phải đọc là âm J. Âm J, 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 J. Đúng không? Không đọc là ch nữa đúng không? Chu miệng lại này. Chu miệng lên. Nếu như phần này mà các bạn không chu miệng chắc chắn các bạn sẽ sai luôn ạ. Âm này không chu miệng là sai, các bạn sẽ phải đọc thành âm JD của tiếng Việt, đọc là giờ 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 là sai nhá. Ai mà đang đọc kiểu như là zin 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 là âm này sai, âm này phải là gin gin gin. Gin là rượu gin á, đúng không ạ? Nào, âm này đọc là j j j. Chu miệng nhé các bạn ơi, nhớ chu miệng lên ạ. Ai mà không chu miệng thì âm này sẽ sai liền. Mời mọi người đọc lại một lần nữa với cô nhá, nhìn miệng cô thật kỹ này. Again, I will do it so carefully for you. Now, so slowly and carefully, pay attention to my mouth. This is J. You have to bend your tongue and make your mouth like this. J. Đấy, chu miệng lên được chưa? Âm này không đọc là zin, âm này đọc là jin. Ai mà đang đọc là zin giống như kiểu là zd á. Giống như là zd, dâm dê, câu đấy là sai liền, đúng không? Âm này phải đọc là jin. Chu miệng lên nhá, vậy chúng ta thực hiện 5 lần này. Jin, jin, jin,
gin, gin, ok? Được chưa? Không đọc là gin, 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 gin. Chúng ta đọc là gin. Xong chưa nào? Rồi nhắc lại một lần cuối, chúng ta đọc từ này là âm gin, 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 gin. Được chưa? Rồi, ok, cũng thấy các bạn làm xong rồi đấy ạ. Rồi, next one, we have the word. Phần tiếp theo nhé, chúng ta sẽ có câu như sau này. Âm này của chúng ta là âm TH đúng không ạ? Các bạn còn ghi nhớ không nhỉ? Âm TH các bạn phải làm gì ạ? Mọi âm TH đều phải thò lưỡi ra bên ngoài răng nhé mọi người. Thò lưỡi ra bên ngoài răng. Vậy bây giờ các bạn sẽ xem cho cô nhé. Âm này là âm. Đấy, chứ không đọc là thờ mọi người ha. Đọc từ này là. Nếu như ai mà đang đọc từ này là zip thì các bạn ngay lập tức các bạn sẽ phải thò lưỡi ra ngoài cho cô nhá. Không đọc là zit 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 là chữ ZD. Nhầm nó, chúng ta không đọc từ này như vậy nào. Mọi người thử nhá. Nếu như bạn nào mà làm chuẩn hai phần này về nhà ngay lập tức nói là em tên là Su Sủy và em tên là Hương Sáo luôn này. Đúng không? Bởi vì chúng ta sẽ phải thò lưỡi ra hàm răng và chúng ta sẽ cong lưỡi ở bên giữa này. Nào, hơi cong là một tí để các bạn có thể tạo ra một khoảng trống giữa răng và lưỡi. Nhắc lại một lần nữa nhá. Thò lưỡi ra, đặt giữa hai hàm răng và tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa răng và lưỡi. Nào, nhìn lại nè. Được chưa? Rồi, các bạn phải cùng thực hành với cô luôn nhá. Âm này là âm. Đấy, bây giờ là âm dung ở bên âm số 10 ở âm bên này nha. Vừa nãy chúng ta có âm này là âm thick, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có âm this. Nhắc lại một lần âm TH này. Thò lưỡi giữa hai hàm răng và tạo một khoảng trống nhỏ giữa răng và lưỡi để hơi đi ra. Thò lưỡi hàm răng được chưa? Âm TH không dung này thì sẽ là âm thank. Thank. Think. Còn âm TH có dung sẽ là this. They. There. Đấy, bây giờ cô sẽ phân biệt luôn cả hai phần này cho các bạn và các bạn nhìn lại đây nhá. Cô sẽ đánh dấu bằng mực vàng cho các bạn dễ nhìn nhá. Âm TH này các bạn sẽ yêu cầu thò lưỡi giữa hai hàm răng và để chúng ta sẽ có một khoảng trống ạ. Thò lưỡi giữa hàm răng để một khoảng trống, tạo khoảng trống nhỏ giữa răng và lưỡi để hơi đi ra. Nếu mà các bạn không để được phần này chắc chắn các bạn sẽ sai ạ. Được chưa? Tạo một khoảng trống để cho hơi đi ra nào các bạn ơi. Tiếp tục ạ. Âm TH không dung chúng ta đọc là think. 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 Còn nếu mà có dung các bạn sẽ đọc là this, 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 this. Âm tiếp theo đọc là they, 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 they. And we have the word there, there, there. Được chưa? Nào, được chưa nào? Mời mọi người nha. Bây giờ cô Hằng dành cho các bạn đúng 2 phút nha. We have 2 minutes practicing this. Chúng ta sẽ có 2 câu, 2 phút xin lỗi để practicing 2 câu này. 2 câu trên màn hình sẽ practicing trong vòng 2 phút nha. Nào mời các bạn nào làm xong được cái gì rồi để các bạn comment xuống nhé. Làm đủ mỗi từ 5 lần ạ. Try to finish one word with 5 times. The first one. Nhìn thấy miệng cô chưa? Thò lưỡi ra ngoài này. Hơi có một chút xíu khoảng cách giữa lưỡi và răng này. Đẩy hơi. Được chưa? Được chưa? Rồi, nào, again, thank, thank, thank. Nhớ là dẹt miệng một chút xíu thì âm này là âm A đấy. Thank, thank, thank. Tiếp tục, think, 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 think. Âm tiếp theo của chúng ta có từ này là âm TH, thò lưỡi, đúng không ạ? Nào, đọc từ này là đúng chưa? Hơi vẫn đi ra nha các bạn ơi. Hơi phải đi ra trên mặt lưỡi nha. Và từ nha. This. 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 Tiếp tục. They. 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 Đúng không ạ? Không đọc là dây 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 dây. Nhớ nhá, không đọc là dây dây nha. They. Thò lưỡi ra ngoài. They, they, they. They, they, they. Okay? Next one, we have their, there.
The word there. Các bạn ghi nhớ âm này của chúng ta xong rồi, các bạn phải cuốn lưỡi lên một chút, hơi cong lưỡi lên vì chúng ta có âm R cuối từ. Các bạn có nhìn thấy âm there này không ạ? Chữ R cuối từ, vì thế chúng ta phải cong lưỡi nha. There, there, there. Xong chưa? Ok, Hương Thảo được rồi, Nguyễn Anh rồi, Mon Mon, ok, Trần Giang rồi. Ok, nào, vậy bây giờ chúng ta finish 5 từ trên màn hình nhé. Thank, think, this. Remember the ending sound. Chỗ này chúng ta có ending sound, chữ sờ không bỏ qua nha. This. Đấy, có chữ sờ. This. Nói xong âm TH rồi thì phải thụt lưỡi lại, nhưng mà vẫn nói thò lưỡi ra ngoài là sai nha. This, this, this. Đúng rồi, tiếp tục chúng ta có từ they, they, they. Next one, we have the word there. There, there. Được chưa? Rồi nha. Ok. Nào, tiếp tục nào các bạn ơi. Phần tiếp theo của chúng ta nhé. Cô thấy các bạn làm xong rồi đấy ạ. Next one, we have the word j. Cái âm j này các bạn sẽ nhìn thấy giống chữ 3, giống số 3 đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy không ạ? Giống số 3. Nhưng mà thực tế khi mà viết ở bên ngoài, các bạn sẽ thấy chúng ta viết hơi kéo cái đuôi nó xuống một tí ạ. Nó không hẳn là số 3 nằm ở trên một dòng, mà kéo cái nó, cái này nó sẽ nằm trong một dòng rưỡi đúng không? Chữ j này kéo dài cái đuôi một tí. Vậy các bạn sẽ nhìn miệng cô nhá. Miệng chúng ta vẫn chu nhưng không cần bật hơi trong từ này. Trong cái âm này không cần bật hơi. Không cần bật hơi nhá. Nào, vậy bây giờ chúng ta có câu như sau nhá. Nào, đáp lại một lần. Có nhìn thấy không ạ? Nào, viết này. Kéo xuống và sau đó nói chu miệng. Không cần bật hơi mọi người ạ. Trong cái phần này không cần bật hơi. Không cần bật hơi. Nó sẽ khác với chữ gin ở bên trên, vì chữ gin có bật hơi. Gin. J. J. Còn chữ này chỉ là. Được chưa? Đọc là. Rồi, nhắc lại một lần nữa. Chúng ta có từ. Ok. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc cả từ nhé. Pleasure. Pleasure. Ghi nhớ cho cô, chúng ta có chữ R ở cuối, không bỏ qua chữ J. Từ ví dụ pleasure là sự hân hạnh đúng không ạ? Chúng ta hay có câu là it's my pleasure to meet you. It's my pleasure to meet you. It's my pleasure to meet you. Tức là thật hân hạnh khi gặp em. Thật vinh hạnh khi gặp ai đó đúng không ạ? Đó, it's my pleasure to meet you. Vậy cái từ này cô nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta có âm J. Chu miệng lên nào các bạn ơi, cùng đọc với cô nhá. Dòng màu xanh trên màn hình nào, cô sẽ đọc thật kỹ cho các bạn này. Âm này là âm J. Không cần chu miệng, đọc thật bình thường thôi. Nào, đọc thật bình thường thôi nào các bạn ơi nhá. Đọc từ này là pleasure. 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 It's my pleasure to meet you. 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 Nhớ nối âm nhá, từ này của chúng ta là S này, có ending sound nhá. Pleasure, cong lưỡi lên nhá. To không đọc là to mà chỉ đọc là t thôi, cô nói rất nhiều lần nha. To chúng ta chỉ đọc là t. Vậy không đọc là to meet you, cho nó nặng ra đọc là to meet you, cho nó hay. It's my pleasure to meet you. It's my pleasure to meet you. Okay? It's my pleasure to meet you. Vậy cả câu nhá, cô đọc lại một lần nữa, 5 lần câu này này. It's my pleasure to meet you. It's my pleasure to meet you. It's my pleasure to meet you. Thật vinh hạnh khi gặp bạn. Rồi, it's my pleasure to meet you. Thật vinh hạnh khi gặp bạn, được chưa mọi người? Xong nhá, nào dành cho các bạn 30 giây để các bạn hoàn thành phần gõ câu này xuống phần comment cho cô nha. Cố gắng là một lần viết là một lần nhớ. Đừng ai lười viết các bạn ơi. Nếu mà lười viết ngay lập tức là mai kia thấy là sai chính tả tùm lum hết. Học đến đâu là viết đến đấy. Lấy tay mình viết thì sẽ nhớ. Các bạn có thể viết tay cũng được nhá. Viết tay cũng được, mà các bạn không viết tay thì các bạn có thể đánh máy. Nhưng phải là tự mình viết chứ đừng có copy. Rồi, phần tiếp theo của chúng ta nào, chúng ta sẽ có câu tiếp theo đây. Nào, câu tiếp theo của cô Hằng nhé.
Phần này chúng ta đã hoàn thiện trong cái bảng cô vừa đưa ra hai âm. Và các bạn sẽ nhận ra là một bên màu xanh và một bên màu đỏ, khuôn mồm của chúng nó sẽ gần như là nhau. Các bạn nhìn thấy không ạ? Hầu như là giống nhau luôn đấy ạ. Các bạn có nhận ra cái bảng này là một bên xanh và một bên đỏ thì cái khuôn mồm của nó gần giống như là nhau không ạ? Nhưng âm thì một bên là rung, một bên không rung. Thấy không ạ? Bây giờ cô sẽ đọc ngang hai cái dòng này cho các bạn nhé, hai cái cột này cho các bạn nhé nào. Look at the table on the screen and now we are going to read in pairs. Bây giờ chúng ta sẽ đọc theo cặp nha. We are going to read these words in pairs. Câu 1 nhá. Âm này đều là âm môi răng này, các bạn sẽ thấy miệng này. Fat, that, fat, that. Một âm có rung hoặc không rung đúng không ạ? Âm này là có rung bên đỏ, có rung. Âm xanh không rung. Fat, that, fat, that. Comment đi ạ. Nào mời các bạn comment xuống nào, nhanh. Cùng đọc thực hiện với cô luôn, để phần này chúng ta chỉ ôn lại thôi ạ. Ôn lại với ra này ạ. Đọc lại nha. Âm đầu tiên, fat, that. Fat, that. Được chưa? Fat, that. Fat, that. Tiếp tục từ tiếp theo, từ thứ hai nào. Chúng ta có từ đầu, từ tiếp theo của chúng ta là từ gum, gum, gum. Bật cái này rất là mạnh, nhưng âm này thì không bật. Gum, 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 gum. Được chưa? Okay, again. Come, gum, come, gum. Okay, rồi, xong nhá, xong cặp thứ hai nhá. Cặp tiếp theo này, từ này đọc là pet, bed, pet, bed. Vậy mọi người sẽ nhận ra là âm P này chúng ta sẽ bật thật mạnh. Pet, bed, âm B thì bình thường, giống tiếng Việt. Được chưa? Âm B bình thường giống tiếng Việt. Pet, bed. Pet, bed. Pet, bed. Next one, we have the word sip, zip. Sip, zip. Sip, zip. Sip, zip. Ok, nào dành cho bạn một phút có thể comment để các cụm đấy nhá. Nào, comment cho cô đi nào. Now, we have the word sip and zip. Sip, zip. Nhớ nha, không đọc là sip, zip. Rồi, now, đọc là từ này là từ sip and zip. Okay, sip, zip. Next one, we have the word ton and done. Ton, done. Ton, done. Ton, done. Ton, done. Okay, again, ton, done, ton, done. Được chưa? Rồi, ton and done, ton and done. Rồi, xong chưa mọi người ơi? Nào, comment cho cô cụm từ ton and done. Nhớ âm t bật mạnh và âm d cũng bật mạnh nhưng rung. T không rung, d có rung. Cứ xanh là không rung, unvoiced, và voiced ở bên màu đỏ là có rung. Okay, now next one we have the word ch, chin, 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 and gin, gin, gin. Hai từ này khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Một âm ch không rung, it is unvoiced, and we have the word j, voiced. Được chưa? Một âm vô thanh, âm hữu thanh, vô thanh màu xanh, hữu thanh màu đỏ. Về nhà hôm nay cứ thực hiện đúng hết cái bảng này cho cô lọc đúng chuẩn là được, được chưa? Thử mở ra xem cái con Google rồi có nghe được mình còn mình đọc không nhá? Con Google gì ấy? Được chưa? Các bạn đọc theo nó, đọc vào đấy xem là nó có nhận được không ạ? Được chưa? Tiếp tục nhá. Âm này đọc là chin and gin, chin and gin. And âm TH này, âm này là âm TH sound. Nào, thò lưỡi ra hàm răng, ghi nhớ này. Thò lưỡi giữa hai hàm răng và sau đó các bạn đẩy hơi qua mặt lưỡi. Thò lưỡi ra hàm răng, đẩy hơi qua mặt lưỡi nha. Phải có một khoảng cách nhỏ giữa lưỡi và răng, đừng có cắn chặt vào nha, đứt lưỡi đấy các bạn. Được chưa? Nhẹ nhàng thôi nha. Đứt tới đấy cô không đền được, nên là mọi người chịu khó nào. Phải nhớ cho cô là được nhẹ nhàng thôi này và đẩy hơi qua lưỡi nhá này. Thick, 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 thick. This, 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 this. Được chưa? Rồi đọc thật chậm nhá. Từ này đọc là thick, 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 and this, this, thick and this.
thick and this. Vậy có nghĩa là khuôn miệng này, cách để lưỡi vẫn giống hệt như nhau, không khác nhau tí nào cả các bạn ạ. Không khác nhau tí nào, chỉ có điều là khi mà các bạn nói các bạn một âm dung rồi không dung rồi. Không dung. Có dung, dung ở mặt lưỡi. Thick, this. Nhớ remember the ending sound. Một từ có ending sound là k và một từ có ending sound là v. Thick and this. Thick, this. Thick, this. Thick, this. Rồi, xong chưa mọi người? Nào, comment xuống cho cô nhá. Comment đi ạ. Được chưa mọi người ơi? Được chưa? Rồi, ok, and the last one, the last pair. Cặp cuối cùng chúng ta có âm sh và âm j, một âm bật hơi thật mạnh, một âm không cần bật hơi, đọc luôn với cô. Pressure, 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 and the last one, pleasure, pleasure, pleasure. Được chưa? Now, the last one, đọc lại với cô 5 lần nhé. Pleasure, sorry, pressure chứ? Pressure, 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 and pleasure, 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 pleasure. Khuôn mồm vẫn giống như thế nha, không khác nhau tí nào đâu. Pressure and pleasure, pressure and pleasure. Ok, rồi. Xong rồi nha mọi người ơi, so that's all for today. Hôm nay chúng ta học đến đây nha, mọi người cố gắng ôn bài dùm cô nha. Ok, so that's all for today. Bye bye and see you next time. Chào tất cả mọi người.